Pro chào mình đã đến với điệp vụ cửa hàng tiện lợi của Toàn Dụng tôi để xem hôm nay chúng ta đi mua gì. Hôm nay được tan ca sớm nên là tôi tranh thủ ghé GS25 ăn nhẹ một chút rồi lại về nhà chạy deadline. Đầu tiên thì tôi sẽ lấy ngay một em mì cool spaghetti để lấp đầy chiếc bụng đói. Bụng đói đi ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc. Ăn mì thì tất nhiên phải có đồ ăn kem 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 kem. Bình thường ăn với xúc xích nhiều rồi nên là nay tôi quyết định chọn ức gà xông khói cho nó mới lạ nha. Bắt lấy ngay một bịch sữa chua dẻo phô mai đường đen. Nghe tên thôi là thấy mờ lem rồi nè. Kiếm thêm đồ tráng miệng chứ nhỉ. Mochi kem dâu. Mochi kem kiwi. Tôi sẽ ăn mochi kem kiwi. Vậy tôi không có thích đồ ăn vị dâu lắm á. Mặc dù là rất là thích trái dâu nha. Có ai giống tôi không? Và cuối cùng thì tôi sẽ thử một công thức mix nước uống mới được mấy bà chị ở công ty khai sáng. Công thức này thì cần một ly cà phê đen và một em Sprite. Lúc này là bạn nhân viên đang trộn mì giúp tôi nè. Hôm nay thì chúng ta có mì trộn spaghetti, combo Sprite và cà phê đen. Thêm một gói ức gà xông khói, một bịch sữa chua dẻo và cuối cùng là mochi kiwi. Cùng lao vào cuộc chiến ẩm thực thôi. Ăn sữa chua dẻo trước vì để lâu hơn nữa thì em sẽ chảy mất tiêu á. Khó mở quá đi. Em này ngọt gắt so với khẩu vị của tôi nha. Không có thích cái kiểu ngọt như này lắm. Bù lại thì rất là thơm mùi phô mai và ăn vào thì cũng thấy béo nè. Nặng phép cho 7 điểm thôi nha. Ăn một lần cho biết chứ, tôi sẽ không thử lại lần hai đâu. Đến với món chính thôi. Cho các gói gia vị vào trộn. Trộn đều. Thêm ức gà xông khói. Gói này thì tôi đã được bạn nhân viên hâm nóng giúp luôn rồi. Ăn thử một miếng. Ức gà hơi khô và nó cứ bở bở kiểu gì á. Vị thì cũng không có mùi xông khói lắm. Kiểu như là xông khói để bảo quản thôi, chứ ăn vô nó giống như gà luộc. Không có tẩm ướp gia vị gì hết. Mấy cái loại thịt xông khói khác thì kiểu nó sẽ chút mặn mặn và mùi khói hơn, chứ nó không có nhạt hẳn như này. Tôi cho em gà xông khói này 8 điểm ha. Về phần mì này thì rất là ngon nha. Tuy là không có rõ vị spaghetti lắm nhưng mà em cực hợp gu tôi luôn á. Sợi mì dai dai hòa quyện với cái phần nước sốt đậm đà. Cũng có vị chua nhưng mà ít ít thôi chứ không có chua lắm đâu. Theo như trên bao bì là còn có cả bò bằm, cho nên là bên trong gói sốt có một cái ít lợn cợn của thịt. Nhưng mà rất là ít. Với cả thịt nó cũng được băm rất là nhỏ, cho nên là không cảm nhận được nha. Dù vậy vì em có vị rất ngon và hợp khẩu vị cho nên là tôi cho 9 điểm. Tráng miệng bằng nước rồi mới đến món ngọt chứ hả? Đến với tiết mục mix cà phê cùng Sprite thôi. Sao mà nhiều bọt dữ vậy ta? Cái vị của nó ba chấm quá, cứ lờ lờ kiểu gì á. Lạ quá ta, hai vị này không có hòa quyện với nhau cho nên là tôi cảm thấy rất là kỳ á. Vị đắng và thơm của cà phê nó lấn át hết cái vị Sprite luôn. Cho nên là chỉ cảm nhận được giống như là cà phê có ga thôi. Hay là cà phê của tôi quá đậm ta. Cái công thức mix nước hôm nay không thành công cho nên là tôi không cho điểm mà cũng không có khuyến khích các bạn thử luôn nha. Món cuối cùng ngày hôm nay chính là mochi kem kiwi. Tôi cực kỳ thích nhìn mấy cái emoji như vậy. Tròn tròn nhìn đáng yêu ghê. Lớp kem bên trong thì béo béo. Nó là kiểu kem tươi trên bánh kem sinh nhật á. Còn cái kiwi thì nó là dạng sốt. Nó cũng không có nhiều lắm cho nên là không có rõ vị lắm. Chỉ thấy nó ngọt ngọt một chút thôi chứ không có cảm nhận được vị kiwi đặc trưng. Phần vỏ bánh thì đúng kiểu mochi mềm mềm dễ ăn. Nói chung là cũng tạm được, cho 8 điểm. Để tôi ráng uống hết nước chứ bỏ thì hơi phí hơn. Dọn dẹp rồi về nhà thôi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Hi bro, chào mình đã đến với điệp vụ cửa hàng tiện lợi của Tiểu Anh Dụng tôi để xem hôm nay chúng ta đi mua gì. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bro đi làm đá bạo tại cửa hàng tiện lợi. Tuy là đu trend siêu muộn nhưng hãy nói với tôi là trend này chưa bao giờ hết hot đi mọi người. Cậu thật thích tốc độ cho chiếc clip lên xu hướng, chứ cũng không hiểu sao TikTok tôi cứ vlog hoài hoài luôn á. Ban đầu tôi định chọn trà sữa Black Sugar để làm đá bào, nhưng mà vì giá hơi chát cho nên là đành chuyển qua trà sữa latte nha. Vừa rẻ vừa ngon lại là một sự lựa chọn rất là an toàn, do là tôi đã từng uống thử rồi á. Tiếp đến thì chúng ta hãy cùng lựa topping cho tô đá bào này.
bắt lấy ngay một Emilio nớ kẹt. Úi, quá nhiều loại bánh que Pocky làm tôi phân vân quá à. Tôi chốt em này, Bebero White Cookie này nhìn có vẻ mới mẻ. Tới bên tiếp theo sẽ là kẹo. Chọn loại nào đây nhỉ? Chắc là lấy luôn cái gói kẹo dẻo vị đào này, bởi vì bao bì ẻm xinh nhất. Ăn đá bào không thì hơi ngán, cho nên là tranh thủ lấy thêm một gói snack nữa. Rồi, giờ bắt đầu làm đá bào thôi. Các rồi chờ số hiển thị trên màn hình giảm xuống còn khoảng từ 105 đến 110 thì hẳn đổ nước vào nha. Tôi nghe nói là đổ từ từ thì phần bên xu nó mới tơi được. Theo như hướng dẫn thì sẽ đổ khoảng 110ml nước. Nhưng mà tôi không có đồ đông, cho nên là làm theo tổ tiên mách bảo thôi chứ làm sao giờ. Đến phần vui nhộn nhất rồi, hãy cùng tôi tớp binh cho binh xu nha. Cho kẹo dẻo đào vô trước, vài miếng thôi. Tiếp theo sẽ là Milo Nugget cũng tương tự, cũng vài miếng thôi. Cuối cùng sẽ là bánh que. Sau một hồi đong đếm thì tôi thấy quá là trống trải, nên là thôi cho hết phần kẹo dẻo và Milo còn lại vô binh xu luôn. Ăn thôi. Phần bình xu trà sữa có một cái vị trà sữa. Cảm giác hơi nhạt hơn một tẹo so với khi uống bình thường. Chắc là lúc thành kem đá thì nó sẽ nhạt vị hơn lúc là chất lỏng á, mọi người chú ý nha. Kẹo dẻo đào thì có vị hơi chua nhẹ, rất là mềm và dẻo. Tôi thích kẹo dẻo kiểu này bởi vì nó dẻo mềm mềm, chứ không phải cái dẻo dai dai ngay ngoài hỗn đứt như một số cái loại kẹo khác. Cái vị này thì nó giống trà đào túi lọc cozy nha. Milo Nugget ăn cũng ok lao quá nè. Lớp ngoài được phủ cacao Milo truyền thống, ăn vô thấy béo thơm, bên trong thì là lớp bánh xốp giòn. Và điểm tôi thích nhất ở em này là nó vừa có vị đắng vừa có vị ngọt, rất là hòa quyện với nhau. Ăn không cũng ngon mà mix với bingsu trà sữa thì cũng rất là mát luôn. Bánh que giòn giòn được phủ lớp sô-cô-la trắng cũng siêu ngon. Tôi cứ nghĩ là em này sẽ hơi ngọt vì là sô-cô-la trắng chứ không phải sô-cô-la đen như mấy cái loại tôi hay ăn á. Nhưng mà hóa ra em cũng ok la, không bị ngọt quá đâu. Vị nhạt của bingsu khi mà kết hợp với mấy em topping này thì lại rất là vừa vặn. Sự kết hợp này chất lượng đó nha. Các rồi có thể tham khảo công thức này của tôi. Xém nữa là quên em snack khoai tây bò nướng muối hồng Himalaya của nhà Ostar nè. Miếng bánh mỏng đặc trưng của Ostar đây rồi. Ăn vào thì đúng là có mùi bò. Vị của bánh này thì cũng vừa ăn lắm lắm, không có bị mặn như là cái tên muối hồng đâu. Ổn áp nha, tôi duyệt. Các bro có thấy cái gói bánh này nó khá là nhiều không? Tôi ăn nãy giờ thấy cũng no rồi mà chưa có hết á. Chắc là phải mang về cho mấy bà chị ở công ty ăn thôi. Dọn dẹp rồi về thôi, bye bye và hẹn gặp lại các bro. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn bụng tôi nha.